Thưa quý vị, trưởng thành từ nhiều gian khó và thử thách nên anh Thạch Trọng Giang và anh Nguyễn Khắc Dũng tại thành phố Vũng Tàu rất tâm huyết với nhiều hoạt động thiện nguyện. Các anh mỗi người có công việc khác nhau, người là thợ cơ khí, người thì làm giáo viên, nhưng lại tìm được niềm vui chung trong mỗi chuyến thăm tặng quà hay hoạt động vì cộng đồng. Là một thợ cơ khí ô tô tại cơ sở cơ khí ô tô Tiến ở phường 8 thành phố Vũng Tàu. Dù luôn bận rộn, mệt nhoài với công việc, nhưng cứ có chút thời gian rảnh rỗi là anh Giang lại tham gia vào các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Mỗi một người nó có một cái tâm nguyện chẳng hạn đó, nhưng mà nó có tâm như vậy thì mình cũng mừng cho nó thôi. Nếu làm cái đó cũng là một cái nghề chứ đâu phải là đi chơi đâu, mình phải động viên đó chứ. Nhiều tổ chức, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đều quen thuộc với anh Giang. Vì chỉ cần ới một tiếng là anh nhận lời. Nhận lời tham gia những hoạt động thiện nguyện, anh Giang góp bằng công sức hoặc bằng tiền từ đồng lương công nhân không mấy dư giả của mình. Nói bạn Giang là một trong những thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Với đối với hoạt động của nhà thiếu nhi cũng như là chương trình hộp cơm thân thiện này thì bạn là một trong những bạn rất nhiệt tình. Phải nói là có sức khỏe, nhiệt tình và hầu như là cái hoạt động công tác xã hội, đặc biệt là công tác tình nguyện thì bạn có một lòng đam mê, rất là đam mê cái hoạt động thiện nguyện. Hiện nay, Thạch Trọng Giang là bí thư chi đoàn khu phố 6, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Trong nhiều năm qua, dù với vai trò anh cả của các đoàn viên trong khu phố hay thành viên tình nguyện của các tổ chức, đội nhóm thiện nguyện, Trọng Giang luôn năng nổ nhiệt tình. Lúc đầu thì em đi ngoài đường thì em thấy nhiều người cũng khổ, lại nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm. Thì em lúc đi học thì không có tài chính. Xong rồi ra trường thì làm được thì em có tiền thì em hỗ trợ mọi người được nhiều hay bấy nhiêu. Em thấy mọi người vui thì em vui. Anh Lê Cát Dũng, một giáo viên tự do đang thuê nhà trọ tại thành phố Vũng Tàu, cũng là một thành viên tích cực của nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Anh Dũng sinh năm 1987, quê ở Thanh Hóa, trong một gia đình nghèo, đông anh em. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật, anh Dũng quyết định lập nghiệp tại thành phố Vũng Tàu. Muốn chia sẻ một chút những cái gì mình đang có cho tới những cái hoàn cảnh khó khăn và đồng thời mình lan tỏa ra để nhiều bạn trẻ biết đến hay những người đến nhà nhà mọi người cùng chung tay để góp phần xây dựng một cái xã hội nó có sự công bằng để cho mọi người người ta giống như có sự động lực để có sự quan tâm thì từ đó người ta sẽ cố gắng hơn để phát triển cuộc sống bằng tự năng lực của mình. Gắn bó với nơi mình sống nên ngoài thời gian mưu sinh, anh Dũng tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện tại thành phố Vũng Tàu, mà nhiều nhất là đi cùng các tổ chức trực thuộc thành đoàn Vũng Tàu và các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, học sinh hiếu học trên địa bàn thành phố. Tôi đã tìm được rất là nhiều niềm vui ở trong đó. Mình đi san sẻ giúp đỡ được cho những cái mảnh đời người ta cơ cực, người ta khó khăn hơn, mình cảm thấy rất là vui. Cháy hết mình với những hoạt động thiện nguyện. Với anh Thạch Trọng Giang, anh Lê Khắc Dũng, đây không chỉ là cho đi mà còn là để được nhận về những trải nghiệm bổ ích trong cuộc sống.